Trung tâm Bảo vệ tác quyền tác giả Việt Nam chi nhánh phía Nam cho biết 2014 là năm thu được nhiều tiền tác quyền tác giả các khúc với gần 40 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2013. Cùng với đó thì nhạc sĩ tài danh Trịnh Công Sơn là người được trả tác quyền nhiều nhất với số tiền 820 triệu đồng. Cụ thể, trong năm 2014, Trung tâm Bảo vệ tác quyền tác giả âm nhạc Việt Nam chi nhánh phía Nam chi trả gần 27 tỷ đồng các tác giả. Trong đó, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là tác giả được trả tác quyền nhiều nhất với hơn 820 triệu đồng. Cùng với đó là top 5 nhạc sĩ nhận tác quyền từ Trung tâm trong năm 2014 còn có Nguyễn Quốc Tuấn hơn 424 triệu đồng, Hoài An hơn 415 triệu đồng, Nguyễn Hồng Thuận hơn 414 triệu đồng và Nguyễn Văn Trung hơn 340 triệu đồng. Báo cáo từ trung tâm này cũng cho thấy, trong các lĩnh vực dịch vụ sử dụng âm nhạc mà trung tâm đã thu, thì karaoke, phòng thu âm nộp tác quyền nhiều nhất trong năm qua với hơn 7 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực ồn ào nhất là biểu diễn thì các live show Việt Nam thu về hơn 2 tỷ đồng và live show mang tính quốc tế hơn 1,7 tỷ đồng. Nguồn thu tác quyền chủ yếu đến từ địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.